Lô King Lô 3 anh nhá. Trận trước với bạn King đấy, cũng được đấy. Nhưng bây giờ tao có kèo này mày chơi không? À, bạn 44 giao lưu với tao. Đấy, định là chiều mai nhá. Hẹn mày chiều mai. Rồi anh của bạn định ra mà gặp tao.